không 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 nói ra vấn đề là lãi suất, nhưng mà cảm giác như là mình cần họ giúp đỡ, thì thành ra cái tư tưởng đấy của em không không luôn. Đấy, khi mà sản xuất ra thì em cần những người trong hội thánh làm, nhưng mà để mà đi thị trường thì em lại không có tư tưởng nhờ đến người hội thánh, mà em nhờ người ngoài. Em sẽ coi như là đối tượng của em là phải làm thị trường cứng bên kênh tạp hóa cơ. Đấy, chứ không phải là em không có tư tưởng.